Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ngọc Châu Vlog. Thì hôm nay Châu và các bạn sẽ đi hái lá chanh ở vườn nhà và làm chén muối ớt lá chanh. Chén muối ớt lá chanh chúng ta sẽ chấm với gà, ăn rất là ngon nha mọi người. Ngoài ra chúng ta sẽ ăn cùng với các loại hải sản hấp luộc, chấm rất là ngon. Ớt nó chín nhiều rồi cả nhà. Giờ mình cũng thu hoạch, mình hái mấy trái ớt chín nha. Mình xuống mình làm muối ớt chanh nha. Ớt hiểm, mình làm muối ớt chanh nha. Có mấy trái ớt này cũng chín này hết luôn nha. Cũng có nè. Hôm nay Châu thu hoạch lá chanh thì Châu sẽ hướng dẫn cả nhà làm cái món muối ớt nha. Muối ớt để dành mình ăn gà, ăn gà nè. Muối ớt lá chanh mình hái những cái lá già này cả nhà. Nhiều lắm, mình hái hết cho cây nó khỏe. Mình sẽ cắt cũng được đó, mình cắt cái nhánh này đi, cái nhánh này thì mình cắt nó đó. Mình cắt cho nó ra nhánh mới, cây nó mới khỏe. Những cái nhánh này là Châu đã cắt rồi nha. Giờ nó ra cái nhánh mới, lá non, nó ra cái chồi non nè cả nhà, thấy không? Cắt nó đi như vậy á, lấy nhánh cũ nè, lá già nè, mình cắt đi cho cây nó khỏe lại nha. Một mớ ui chùi ui nguyên con sâu này cả nhà ơi, ghê quá. Mình phải dích nó ra nha. Hàng chi cái lá
nó bị hả, có một vài lá nó bị hả sâu ăn. Đây mình cho nó vô đây nha, cho nó vô đó, cái thùng rác á, thùng rác đựng lá ghê quá. Bởi vì Châu thường thường Châu phải đeo bao tay nè cả nhà, rồi để đụng chúng mấy cái ảnh mấy chỉ ghê lắm luôn á, sợ rùng mình nhìn thôi là đã sợ rồi. Ớn ra bông nè, nó ra bông thì nó sẽ đậu trái tiết này cả nhà. Đây là những cái nguyên liệu Châu đã chuẩn bị để làm muối ớt chanh ha. Đây là chanh nè, thì là Châu sử dụng 20 lá chanh ha, lá rất là to, chanh Châu trồng lá rất là to ha. Ở đây 2 muỗng hạt tiêu, muỗng là muỗng ăn cơm nha cả nhà, và 2 muỗng đường. Và đây là 10 muỗng muối hộp. Đây là 20 trái ớt, ớt mình cũng hái trên vườn ha. Đây là ớt bột Hàn Quốc để cho nó màu đẹp á cả nhà. Và đây là bột ngọt hay còn gọi là mì chính, thì ở đây Châu sử dụng là một muỗng cơm đầy ha. Bây giờ Châu và các bạn cùng bỏ vào máy xay ha. Rồi giờ Châu sẽ cho tiêu vào xay sinh tố ha, tiêu nè, ớt nè, và lá chanh ha. Đây, lá chanh mình đã cắt ha, cho vào luôn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cho đường vào, và đây là bột ngọt ha, bột ngọt vào luôn, và đây là ớt bột ha, ớt bột vào luôn, và đây là muối ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút xay nha, nó nhuyễn cái hỗn hợp. Sau khi chúng ta xay cái hỗn hợp và muối ớt nước chanh đó các bạn, thì nó nhuyễn ra như vậy, chúng ta sẽ cho vào chảo ha. Nó nhuyễn ra rất là thơm luôn. Rồi chúng ta sẽ bật bếp ở lửa nhỏ thôi nha cả nhà. Mình rang cho đến khi nào mà muối nó khô là được. Mình rang muối mình để lửa nhỏ để không có bị cháy nha. Khi mình xay cái hỗn hợp nó hơi ướt á, mình rang, mình để nó khô rồi mình sẽ được để nó được lâu á các bạn, mình dùng nó lâu hơn. Rồi giống như mình sấy khô vậy đó, thơm lắm, thơm mùi lá chanh và ớt rất là thơm. Và theo cái tỷ lệ mà Châu đã hướng dẫn cho các bạn thì rất là vừa ăn nha, cái muối này làm được rất là vừa ăn. Cả nhà, sau khi chúng ta rang muối ha, thì muối bắt đầu nó khô rồi nè cả nhà, nó không còn bết dính lại với nhau là được rồi nha cả nhà. Nó khô, nó ráo vậy nè đó. Mình có thể cho nó rớt xuống như nè đó là được nha. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp nha cả nhà. Và chúng ta để nguội, chúng ta sẽ cho vào hũ để dành ăn dần nha. Và món muối ớt lá chanh Châu và các bạn đã hoàn thành xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng Châu đi hái lá chanh và làm muối ớt ha.
Thì món muối ớt này chúng ta ăn kèm với lại gà và hải sản rất là ngon nha mọi người. Và các bạn hãy đăng ký, chia sẻ và cho Châu một like yêu thích. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Châu. Bye bye, xin chào tạm biệt. Bye bye.